Ngày 21 tháng 1, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đội 3, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân Cầu rẽ Ninh Bình đã phát hiện, kịp thời đưa một cụ ông đi lạc về nhà an toàn. Theo đó, vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 tức 29 Tết, trong quá trình tuần tra kiểm soát cơ động trên cao tốc Pháp Vân Cầu rẽ Ninh Bình đến km 228 địa phận thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đội 3 đã phát hiện có một cụ ông đi xe đạp trên cao tốc. Cùng thời điểm đó có một ô tô đầu kéo đã dừng lại và phối hợp với tổ cảnh sát giao thông đưa xe và người lên xe cảnh sát giao thông. Cụ ông tên là Tô Văn Lục, sinh năm 1955 ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ông Lục cho biết đạp xe đi chơi trong thôn nhưng do trời tối và không nhớ đường về nên đi vào đây và không biết mình đang ở đâu. Ông không có điện thoại và cũng không nhớ số điện thoại của người thân. Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị và liên hệ với công an xã Minh Tân để liên lạc với gia đình ông Lục. Khi công an xã Minh Tân liên hệ, người nhà cho biết ông đạp xe đi từ chiều không thấy về. Gia đình đã nhờ hệ thống loa phát thanh của xã để thông báo và mọi người đang chia nhau đi tìm nhưng chưa có kết quả. Cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện và đưa ông về nhà an toàn. Con trai ông Lục chia sẻ, nếu ông cứ đạp xe đạp đi trên cao tốc trong trời tối thế này, không biết hậu quả sẽ ra sao. Thật may mắn khi cảnh sát giao thông đã phát hiện và kịp thời giúp đỡ.